đi bán vé số có thể sống qua ngày. Thấy những hình ảnh đứa bé này rất là đáng thương thôi. Đây là một việc tình cờ vừa hồn có đi qua đây, ngồi ghi hình lại cho cô bác quý vị xem. À, bà nói tiền bố. Vâng. Kỳ mấy lời không anh? Bà nói tiền là... Tên chồng quên luôn rồi. Ở cái cuộc hành trình dài vô tận, khi mà bé 10 tuổi phải đẩy bé 3 tuổi. Mến chào cô bác quý anh chị, thì Bùi Hồ đang ở một cái con đường ở quận 5 đó cô bác quý anh chị. Và trên đoạn đường đi thì Bùi Hồ đi với anh Hoa và gặp cái chị này nè. Có 4 người con, chị một mình chị và 4 người con. Cái công việc hàng ngày của chị thì bán vé số và để tìm hiểu thực tư như thế nào. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như anh Hoa lại để tìm hiểu về con bé nha. Quê của chị ở đâu? Quê ở Đồng An á, không ai giúp đỡ ai á. Ô, một mình chị mấy đứa con? 1, 2, 3, 4. 4 đứa. Còn đứa ở nhà. Còn đứa ở nhà. Chị ở chỗ đâu? Ở cơ xà. Ừ, chị cơ xà nha. Ở chợ Bà Hôm á. Ủa, mất bà hôm nữa. Xa vậy hả? Ngày bán nhiêu tờ giấy số hả chị? Có 50 à. 50 vé hả? Có ít vậy hả? Đâu có chỗ mà mấy nhiều. Em nói Hiếu nữa đó. Rồi đứa này mấy tuổi? 10 tuổi. Tên gì chị? Hiền. Hiền, con bé này? Loan. Loan, con bé hai bé bên đây? Hùng Mạnh. Dạ? Hùng Mạnh. Chồng chị làm gì? Làm hữu hồ. Hữu hồ? Hồ hất nghiệp ở nhà, vợ hất nghiệp ở nhà. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 40. Chị đẩy sao hết? Bé này đẩy. Bé là con mấy tuổi? 10. Hả? 10 tuổi. Bé này nãy chị nói là quên rồi. Có 2 tuổi mấy rồi, 3 tuổi rồi. 3 tuổi, còn hai bé bên kia? 10 tháng. Chị Hiền nữa. Cơm này là chị xin cơm từ thiện hay sao? Nè, mua. Ờ, bao nhiêu một hộp? 25.000. Cơm chay mà 25.000 hộp hả? Cái này người ta cho. Cái này 25.000. Nè, 25.000. Ồ, đúng là một cái chuyến người Sài Gòn mà gạo đó ta cho luôn hay chị? Gạo ta cho. Trời ơi. Chị sao mà là hai bé này sinh đôi hay sao? Sinh đôi. Sinh đôi nha. Là con bé lớn nữa. Đứa con có 9 tuổi à. Đó không hề. À, vậy là ra ra thôi. Chị quê Long An là lên đây đâu chứ chị? Đâu rồi. Một ngày chị bán 50 tờ vé số hả? Rồi đủ sống không? Đâu đủ đâu. Đâu đủ đâu. Chị, bé này nè, tên con tên gì của anh Tiêu Hình hả? Hiền. Bé đó Hiền có được đi học không? Có đi học miễn phí á. Anh này nhìn vô ta đã luôn. Anh này thương ghê đó. Anh này thương thì mình con đi theo mẹ, con cực dữ không Hiền? Cực dữ không? Con có bám phụ mẹ không? Không có đứa nào học hành gì hết. Không, tại có dạy mà có học miễn phí mà tại mùa dịch ta nghỉ rồi. À. Anh Hoa, cơm không có ăn nữa, nói chi có sữa uống. Đúng không? Cô bé xô bác quý chị đấy nè, hai bé này nè, nó phải nằm bên trong cái chiếc xe này. Xe này chị mua hay người ta cho? Ta cho. Để nó mua. Thiệt sẵn rồi. Thiệt sẵn rồi hả? Hầu nó xong chuyện sớm chứ.
giờ bán được bao nhiêu tờ giấy số rồi? Còn nhiêu đây hết rồi nè. Bao nhiêu tờ đó? Không biết nữa, nãy còn 24 tờ rồi. Đó, bé mà sau bé này là bé trai bé gái. Dạ. Bé mà sau bé này là bé trai bé gái. Đấy. Bé gái vậy là chị hai gái ha, ba trai ha. Bé này cũng xinh quá này. Chị nhuộm cái tóc của nó hay sao nhìn thấy bạc bạc hả chị? Mỗi tháng là tiền trọ của chị là nhiêu tiền? 3 triệu. 3 triệu. Mà bán anh Hoa bán một ngày chỉ có 50 vé tờ giấy số là có 1.5 triệu 3 triệu rồi sao tiền đâu cả? Chị Bảy này sao? Thấy nằm quá, đi ngang qua đây, tính đi luôn rồi. Nhưng mà thấy tự nhiên mà ngồi ăn như ngồi ở đây 4 ngày, 5 ngày con luôn. Thì thấy cái ghé lại coi được cho. Trời ơi. Ủa sao lông mi của bé nó trắng như anh hả? Thì canh da như vậy rồi á. Có thể nó bình thường à. Chỉ có 10 mũi thôi. Và chị năm nay chỉ gần 40 tuổi thôi. 40 tuổi. Dạ. À, đúng với cái câu là Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lợi cho người nghèo ha. Thật ra thì đây một cái chẩm rất là hiếm thấy luôn. Chị có dự định trở về quê không? Không, về quê cũng đâu có đất đâu ở. Con có đi học không Hiền? Có. Con học lớp mấy? Người ta trả miễn phí đâu có hả? Đâu có tiền nơi học lại. Đi đây với gì đi mẹ nắng không? Hả? Nhà con ở đâu vậy Hiền? Hết luôn rồi. Thôi. Bé này
con nhưng mà 5 người nhưng mà ăn có 2 hộp cơm à. Chứ ta cho mình ăn vậy thôi chứ có tiền đâu mua nhiều. Ở đâu cho chị? Hả? Ở đâu cho? Chị hiểu nó cho. Anh hai đỡ em thôi. Từ mấy giờ đến mấy giờ chị thường á? Cũng 12 giờ mấy rồi, 1 giờ mấy. Đó, cần gì đâu mà ở biết ngoài đường mà đứa nào đứa nó nhìn bút nước á. Mặn mò đúng không? Rồi, nhìn đã chưa á? Hả? Giống nhau này. Cái số này là khi nào sửa vậy chị? Hả? Cái số này là khi nào sửa vậy? Chị ơi, nay sổ nè, còn như đây hết rồi. Điếm được rồi, chị điếm được rồi, như tờ. Quen hello chị ha. Chứ giờ còn cái số sao về được.
nhưng mà hồi mấy tuổi, mấy tháng rồi đẩy nó đi rồi. Trời ơi, còn trong tháng rồi đi rồi. Ủa, trong tháng là đẩy nó đi rồi. Trời. Chứ tiền đâu ăn? Ờ. Tiền đúng từ nhà trọ, còn thiếu từ nhà trọ của nó đó. Chứ bà nó làm cái gì? Làm mùa dịch, lúc mà mùa dịch nó 4 tháng đâu có làm đâu, kẹp nhà đâu có làm đâu. Trước đó thì con làm con không có gì tích cóp đấy ha. À, đâu có ấy đâu. Đúng quá à, ngày mưa trăm hay tám trăm cái con rồi con mà lo chứ. Dạo này người ta cho con đó hả? Hả? Ừ. Cho. Ở đây thì chắc là cô bác quý vị biết không, ở đây thì còn có một người mẹ nhưng mà đến khoảng 4 người con hàng ngày phải lang thang ngoài đường như thế này để mà xin từng miếng cơm để đi bán vé số có thể sống qua ngày. Thấy những hình ảnh đứa bé này rất là đáng thương thôi. Đây là một việc tình cờ vừa hồn có đi qua đây, ngoài ghi hình lại cho cô bác quý vị xem cũng như là đi với anh Hoa nè. Cái cảnh ở Sài Gòn hiện nay rất là nóng nực vào buổi trưa như thế này, nhưng mà bốn bé thì cứ lang thang cùng mẹ con gửi từ lúc mà trong chưa đầy một tháng thì các bé phải lang thang ngoài đường rồi. Cảm giác là đáng thương. Ba nó là quê ở đâu như cũng ở Long An ăn luôn hả? Hả? Ba nó? Ba nó ở đây ở trên phố. À, ba nó ở trên phố. Ừ. Còn chị mới là Long An. Ba nó tên tên chồng quên luôn rồi. Nhớ, từ từ nhớ. Chết rồi, bây giờ ở với nhau năm mà con bây giờ không nhớ, không biết cái tên gì vậy rồi. Chết mà. Tèo á. Hả? Tèo. Tèo á. Em nhớ tên khác mà. Tên Tèo mà không cao. Chứ. Thế là cao gì? Cao gì Tèo? Cao. Chết. Từ nhỏ rồi. Ngủ rồi, không ngủ rồi. Bây giờ không nhớ cái tên thằng chồng tên gì đầy đủ luôn. Trời ơi. Nó giờ đi nói mệt quá vậy không nhớ gì hết. Không mệt gì cái đó cái tiền. Cái đó là cái bình thường thôi. Mà cái đó bình thường thôi mà mình quên cũng bình thường thôi. Nè không ngủ tí nội. Chị có số điện thoại không? Có chứ. Có. Chị có đem điện thoại đi không? Con cái gì để nhà con cái chồng rồi con có cái nào đâu đi đây ở nhà chỗ đâu làm gì có tiền đâu mà sắm nhiều. Chị đi làm và nuôi ẩn luôn cũng giỏi rồi chứ còn gì nữa. Mà anh ở nhà anh làm gì đâu. À, anh nấu cơm. Trời ơi, cơm mà có việc đó. Cơm với giặt đồ. Trời ơi, có việc đó về làm thêm chứ mấy mà. Tại vì qua Tết anh mới làm. Có việc đâu qua Tết mới làm. Thì không có gì mình đi kiếm cái gì phụ giúp hoặc làm gì đó. Kiếm thêm đồng hay đồng trả. Tại vì anh ấy đi phụ, đi theo giải trí xe tải bốc giá cái đồ á. À, không nghỉ lâu chứ, không nghỉ từ trước dịch tới giờ mà. Rồi cái mấy mẹ con cái là đi biết vậy đây đi tối ngày luôn hả? Tối ngày nào cái gì vậy nghỉ ở nhà không có để mua đồ ăn cơm là mới có tiền mua đồ ăn cơm. Ai mất khi mà chị phải ở với anh đã có 4 mặt con rồi, 5 mặt con, 5 mặt con rồi nhưng mà không biết tên chồng luôn. Nhưng mà năm đứa con đây là cũng quản mấy cả hả? Quản mỗi quản mấy có mấy người chồng một có không. Người đó mà không nhớ tên nữa trớt quất. Nhớ ông Tèo, ông Tèo cứ ở nhà kêu ông Tèo biết cái chừng sau không biết cái gì ông Tèo. Ông Tèo là rồi chị kêu chồng chị bằng gì, ông xã hay là ông Tèo hay là ông chồng? À, chồng xã. Ông xã hả? Mà anh cũng kêu ông mà em không à. Nhưng mà chị là nhớ anh là 39 tuổi nha. À, nhớ 39 tuổi vậy thôi chứ không nhớ nha. Không, mà mình cũng có ghi, mình cũng quên chứ không quên. Người nào cũng quên, mình nhớ tên vậy được rồi. Ồ, nhớ cái tên đó là được rồi.
chị không có tờ gì tiền giấy số mua 50 tờ đúng không? Rồi em đại diện chú Ken Vinh Trần ở Mỹ gửi cho chị 500 làm tờ bán Ken, chú Ken Vinh Trần ở Mỹ gửi chị 500 để làm vốn bán giấy số sau mùa dịch ha. Cảm ơn nhiều. Còn này em với Noa ủng hộ. Bất ngờ đó Noa, là ở với người chồng của mình 5 năm con mà quên tên chồng luôn. Nhớ là tên đầy đủ là gì hết á. Lát chị cho em với anh Hoa xin số điện thoại nha. Có không? Em nói con cái à, cái ở nhà anh này, chờ em đọc số điện thoại vậy hơi hơi lâu chứ chứ. Rồi bye bye gia đình nhỏ của mình nha. Hành trình dài vô tận khi mà bé 10 tuổi phải đẩy bé 3 tuổi, còn mẹ thì phải đẩy. Nay về sớm hả chị ha, chị lộn luôn. Nay về sớm hả chị, về hay đi nữa chị? Về chứ, về không đến chỗ mai bà bán nữa. Thôi chị về sớm cho các bé nó khỏe. Bây giờ mình tạm biệt chia tay với lại hình ảnh của chị Bảy. Rồi có dịp thì mình buổi hồi sẽ quay lại các bé của quý chị. Hình ảnh rất là đáng thương tại Sài Gòn. Và đúng với câu tha cho người giàu và lại cho người nghèo, Sài Gòn hoa lệ. Và một lần nữa thì buổi hồi xin chân thành cảm ơn cô bác quý chị là mạnh thường quân đã đồng hành cùng cơm buổi hồi. Còn xin chân thành cảm ơn chú Ken Vinh Trần đã hỗ trợ cho chị 500 ngàn để có thể lấy bán số tích trích từ quỹ của chú Ken Vinh Trần của cô bác quý chị. Xin chào và hẹn gặp lại.